Theo hãng tin TASS, ngày 17 tháng 8, núi lửa Siverlak ở Nga đã phun trào sau trận động đất mạnh 7 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Theo đánh giá trực tiếp tại hiện trường, cột cho từ vụ phun trào đã bốc cao tới 8 km so với mực nước biển. Tuy nhiên, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết vụ phun trào không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Một số thiết bị quan sát đã ghi nhận hình ảnh các dòng dung nham phun từ núi lửa. Hiện cơ quan chức năng chưa ghi nhận báo cáo thương vong. Núi lửa Siverlak cách thành phố ven biển Petropavlovsk-Kamchatsky, vùng Kamchatka, Nga, khoảng 450 km. Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, USGS, tâm chấn động đất cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 88 km và ở độ sâu khoảng 48 km. Sau động đất, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đã đo được các dư chấn có cường độ từ 3,9 đến 5,0 độ. Ngoài ra, chi nhánh Kamchatka của Cục Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga ghi nhận một dư chấn tiếp tục xảy ra lúc 2 giờ 21 phút sáng 18 tháng 8, theo giờ Việt Nam, với cường độ 4,7. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga không đưa ra bất kỳ cảnh báo sóng thần nào sau trận động đất này. Tuy nhiên, theo hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ, những đợt sóng thần nguy hiểm do trận động đất gây ra có thể xảy ra trong phạm vi khoảng 300 km kể từ tâm chấn dọc theo các bờ biển của Nga. Theo thông báo trên kênh Telegram của Viện Núi Lửa và Địa chấn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, mức cảnh báo đỏ đã được ban hành cho các chuyến bay địa phương và quốc tế trong khu vực. Người dân địa phương đã được sơ tán khỏi nhà do các cơn rung chuyển nhỏ. Đồ đạc và bát đĩa trong nhà cũng bị vỡ do trận động đất, hãng tin TASS cho biết. May mắn là trận động đất không gây ra thiệt hại nào đáng kể. Hiện các tòa nhà xung quanh đang được kiểm tra để dự phòng bất kỳ hư hại tiềm ẩn nào, đặc biệt là ở các cơ sở xã hội.